đăng clip khóc lóc vì không nỡ chia tay bạn, nam sinh bị anh trai mét mẹ và cái kết vuốt mặt không kịp. Khóc tới bụ non bụ nước đó, chia tay với bạn khóc bụ non bụ nước đó ở đây, thấy không, tôi chữ là ngày 18 giá không thấy nó có khóc không hả? Đó, nó coi bạn nó trọng hơn tôi nữa đó, trông hay. Mới đây một nam sinh trong khoảnh khắc khi cả lớp đứng chụp cùng nhau một bức ảnh cuối cùng trước khi chính thức nói lời chia tay với trường lớp đã không kìm được nước mắt mà vừa quay clip vừa rơi lệ. Ngay khi đoạn video được đăng tải đã nhanh chóng viral trên mạng xã hội với hơn 4 triệu lượt xem. Trong đó có người anh trai thân thiết cùng cha cùng mẹ của nam sinh. Rồi, thấy công chuyện này. Ngay lập tức, người anh đã mang ngay bằng chứng tới và mét mẹ về sự khôn nhà dạy chợ của đứa em mình, khiến cho nam sinh vừa về đã nghe phụ mẫu dạy dỗ một trận đến nỗi vuốt mặt không có kịp. Mẹ mẹ, bà coi nè, coi con bà nè lên trường nè. Trời ơi, nó làm gì ngộ quá trời, gì á, lẹn gì mà nó khóc hả, bị uổng thầy phạt cái gì mà nó khóc hả? Trời Phật cô là trời, chia tay bạn đó bà nội mà nó khóc cỡ đó đó. Thích thằng ngô, cái thằng này trời, để tôi về tao hỏi nó coi. Công nhận thì ở nhà tao chữ nó còn hơn, cái gì mà nó còn chưa khóc đây lên trên này làm gì mà nó khóc khó coi dữ vậy ạ? Thằng này nó liệu hồn nó với tao rồi, hết biết thiệt chứ, tao đâu có thấy đâu. Ủa sao mày thấy vậy, nó đăng lên cái gì mày thấy vậy? Chứ gì nữa, nó đăng mà bà không hay luôn. Đó, thấy chưa, nó có hiếu với bạn nó dữ lắm đó. Có hiếu với bạn hơn tao nữa. Tao ở đây mà tao chửi cỡ nào cỡ, chưa bao giờ tao thấy nó khóc hết trơn. Mở lên đây đứng khóc trời và cô. Anh lên coi nè, anh lên. Hả? Đứng khóc hú hà hú hít vậy đó. Hả? Tôi tưởng ông thầy phạt chứ. Tiếc luôn. Ngô là trời, thằng này ông nội ơi. Để về đây, về tôi hỏi nó coi mặt ông bà ông giải gì mà nó đứng đó nó khóc. Kìa mẹ. Sao? Dữ hen. Lên trường khóc lóc đồ dữ hen. Ở đây tao chữ mày ngày 18 giác tao có thấy mày khóc đâu. Lên trường chia tay bạn đồ khóc quý bạn hơn tao nữa à. Đó không nhìn nhà đó. Đó. Khóc tới bụ non bụ nước đó, chia tay bạn khóc bụ non bụ nước đó ở đây, thấy không, tao chữ là ngày 18 giác không thấy nó có khóc không hả? Đó. Nó coi bạn nó trọng hơn tôi nữa đó, trông hay. Bạn cái giọng gì đâu, nguyên lớp tao khóc mình mày đứng khóc à. Có hiểu đó. Với bạn đó. Thấy không, ông thấy vậy đó. Một số người sau khi nghe xong văn chửi của mẹ đã để lại bình luận. Người ta buồn mà còn chửi, cười trên nỗi đau của người ta. Kiểu này chắc vô toilet khóc nữa quá. Có hiếu với bạn còn hơn có hiếu với mẹ nữa. Này người ta gọi là khôn nhà dạy chợ nè. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.